chó hả? Trời, con chó nó dễ thương mà. Ngoại ơi xấu hổ quá, nó sợ chó. Sùng ngoại ơi. Mama nè, ui cái mặt luôn. Con có sao đâu nè, mami coi là con cuối nè. Ôi, có sao đâu con. Bây giờ là gia đình của mình đang đi qua nhà cái một cái người chú mà chú ấy có xem kênh của mình ở cả nhà, thì chú ấy nói là khi nào mà có đi qua bên Fatima thì ghé nhà chú chơi. Hôm nay là đầu tiên chú cháu gặp nhau, thì mình đang trên đường đi qua thì chỗ Fatima đi qua nhà chú chắc tầm 30 phút lái xe cả nhà. Thôi thì mời cả nhà cùng xem clip này tiếp với gia đình của mình nha. Đường ở bên đây với cả nhà thì cũng đây là lần đầu tiên mình với lại gia đình của mình đi đến đây. Thì nhà ở bên đây với cả nhà nhìn có vẻ yên bình hơn nhiều so với ở bên phía bên mình. Cả nhà bên mình nó kiểu như biển nhiều cái nhà, cho nên người ta du lịch nhiều lắm, đông xe đông đúc lắm cả nhà. Ở bên đây mình cảm thấy là thời tiết nó thoải mái hơn nữa. Và từ cái chỗ mà Fatima thì mình chạy qua nhà chú, tại gia đình của mình không có biết đường ở nhà cho nên là đi cũng khá tốn thời gian, chứ chú nói với mình là đi chứ tầm 30 phút rồi, còn gia đình của mình đi chắc cả tiếng đồng hồ cả nhà, rồi vô trong khu này cũng không có rành nữa cho nên là cũng hơi lạc cả nhà. Mình ở bên đây từ đó tới giờ cả nhà mình chưa gặp người Việt Nam nhiều. Có 1-2 người thôi, cả nhà gặp chắc tầm 1-2 người thôi. Và hôm nay là lần đầu tiên là gặp được gia đình của cô chú là lớn, giống như ba mẹ mình đó cả nhà. Và hôm nay thì được cô chú mời qua nhà ăn cơm trưa, thật sự là rất là phấn khích luôn. Để một lát nữa ra đây cái mình gặp chú, cái mình xin chú quay một tí xíu để chia sẻ với cả nhà nha. Tại vì thật ra mà nói thì mình cũng không có muốn quay đâu. Cái chủ đích của mình là đi qua bên đây để thăm cô chú chứ không phải qua đây để quay video đó. Nhưng mà tại vì gia đình của mình là ba mẹ của mình ở Việt Nam cả nhà, thì hôm nay cũng có nói là hôm nay gia đình của con là đi thăm mình của cô chú. Chú có ngại con quay video một chút không chú? Mình vừa hỏi chú là chú có ngại mình quay video không, mà chú nói đừng có quay mặt của chú. Vậy thôi cả nhà chịu khó xem sau lưng của chú thôi nha. Đây đến nhà của chú rồi. Chú Tony đó. Rất là vui gặp người Việt Nam này, đúng chào cô. The big one was very friendly. Little one is Bibi nè. Ba cái chú cún là cô chú mang từ Mỹ qua luôn á cả nhà. Nhìn nhớ ba con cún nhà mình ghê luôn á. Con sợ chó hả? Trời, con chó nó dễ thương mà. Bây giờ là chú dẫn mình đi thăm cái vườn rau của chú nè cả nhà. Tại vì chú nói là qua bên đây là hái rau Việt Nam về ăn. Hai vườn rau nè. Ôi ơi, đã quá. Cái này vườn rau của cô chú. Trời ơi, có cái giọng này nó hết ý luôn. Hết ý luôn. Ôi đất ơi. Cà chua nè, bắp nè. Kìa mồng tơi, chạy nữa hái mồng tơi vậy. Có cả cái này giúp cá nè. Đâu đâu? Rau lan. Cá nè. Rau lan. Rau lan. Rau lan. Rau lan. Rau lan giúp cá vậy chú. Ừ, giống giống nè. Rồi. Cái này mà ba má con qua là... Vậy là ba má con thích nè. Mệt luôn. Ngoại ơi xấu hổ quá, nó sợ chó. Sùng ngoại ơi. Trời đất ơi, con Diêm đi nó sợ con chó. Đây là đồ ăn nè, cô thức dậy sớm đi chợ để nấu ăn cho tụi mình rồi đợi tụi mình qua ăn nè cả nhà. Hôm nay được ăn cà ri cả nhà ơi. Cái này là cái bánh flan cả nhà của cô làm là để trong cái chung đẹp ghê luôn. Hôm nay là mèo con là được ăn cà ri nè, của bà nấu nè, rồi được ăn bánh flan nữa cả nhà. Lâu lắm luôn rồi mới được ăn cà ri. À, tự nhiên nấu cái giờ lạnh đó con hả? Kỳ cục quá. The first time nhé. Trời. Hả nè. He's scared. Con hả? Ba ba kỳ cục quá hả con? Hả? Cô chú rất là thân thiện luôn, dẫn nguyên gia đình của mình đi hết cái nhà luôn cả nhà. Nhà của cô chú rất là rộng luôn, có cái chỗ mà để xe hơi, cái nhà để rất là lớn luôn cả nhà. Đó. Cô chú dẫn đi coi là từ phòng ngủ đến phòng khách, tất cả mọi phòng luôn. Tuy nhiên thì mình không có quay video cả nhà, tại vì mình muốn giữ không gian riêng tư cho cô chú.
mình quay video lại như vậy á, chủ yếu là để cho gia đình của mình ở bên Việt Nam hình dung được cuộc sống của mình ở bên đây như thế nào cả nhà. Phát để cho mình đồ dụng cụ nghe thấy không, để dọn xe này nọ. Đây là lần đầu tiên mà gia đình của mình gặp cô chú luôn cả nhà. Thì mình cũng ít có gặp người Việt Nam bên này, nhưng mà may mắn sao mà gặp cô chú coi giống như là con cháu trong nhà vậy, rất là thoải mái luôn cả nhà. Kiểu giống như là cũng xa ba mẹ cả nhà, cho nên là gặp cô chú cũng rất là vui. Anh nhà của mình anh cũng rất là vui luôn. Mama nè, ui cái mặt luôn. Con có sao đây nè, mami coi là con cuối nè. Con mèo đầu tiên nó gặp mấy con cún nè, nó sợ nó khóc quá trời luôn bà cô chú ơi. Cậu Út kìa, cậu Út kìa, cậu Út hái cao rồi, hái xả kìa con. Hả? Ở đây này là cái khu vực này, hồi nãy là mình có đi vào bên trong là cái hầm mà gửi xe rất là rộng luôn. Nó trộn rồi chứ nó không phải là phân không. Dạ, yeah, là cái này là coi như là đất không mà trồng lên tươi vậy hả chú? Rồi nó trộn á, nó trộn với phân ngựa với phân gà. Nó trộn sẵn rồi. Dâu này bị con nhỉ đớp trước rồi nè. Ừ, đây cũng có trái dâu nè. Đã ha. Ừ. Đây cũng có trái dâu nè. Cái cây giống như cây sa kê quá ta. Cây sa kê, cây sôm. Cây chuối cái đã quá, cây chuối. Đã thì chết ổi. Xay ra nước uống ngon. Đúng chính xác. Em trai của mình là nó mê cái vườn tự trồng của cô chú lắm luôn á. Tại vì ở bên Việt Nam mình thì trồng không có được như vậy. Cái nhà bên đây thời tiết tốt, với lại cô chú chăm bón này nọ. Nó khoái lắm, nó đòi, nó xin cô là tuần sau nó qua tiếp nữa. Cà chua của cô trồng nè. Đây là cây ớt của cô mà cả nhà mình thấy mới có là 3-4 trái mà cô cũng bứt cho mình luôn, đem về luôn. Ông em trai là đang ngồi suy nghĩ coi cắt bụi rau nào nữa hay sao. Nói giỡn chứ em trai mình nó qua bên đây thấy cô chú chồng như vậy rất là thích luôn cả nhà. Ở bên Việt Nam chứ bao giờ nghĩ là trồng rau gì hết trơn á. They like this. No like? No good. No good. No, yeah? No eat. Cà chua vàng, cà chua thì bắt mắt lắm á. Ừ. Nhưng mà ở trong ở Việt Nam hồi đó ông ngoại không có trồng cà chua. Lát son, xà lách. Dâu lan này hay. Dâu lan này mà em không biết người sao, nhưng mà xưa có heo á là nó có con á là cho ăn dâu lan là có sữa nhiều dâu bú. Ừ. Ừ. Cho nó dễ thương không? Bắp chưa có hột đâu. Có hai cây bắp mình ấy nữa. Thêm đậu trái giống hết mà cái đất đen vậy. Kia nó kìa. Hai buồn. Chú trồng quá trời xả luôn. Đây là cả nhà ơi, ở nhà cô chú có cái cây chuối nè cả nhà. À, qua bên đây là làm bánh chưng bánh tét ăn rồi đã luôn. Đã ghê không? Đâu Việt Quốc đâu? Blueberry. Đây cây Việt Quốc nè cả nhà. Mát rồi, hôm trước có công viên luôn nè. Chú nói có một trái nhỏ này nè ha. Tàu trời tàu. Ơi tàu tàu. Cái này đợi nó lớn lên hơi lâu chú nha. Mẫn cầu nè. Mẫn cầu nè. Này thì chồng quá trời luôn. Dâu. Ui có cái trúc nữa nè. Cây này là bamboo hả? Trúc. Tre là bamboo. Cái này má hoa quá. Có cái chỗ tưới nước của chú luôn nè. Chuẩn bị quá là đã luôn. Cái sẵn này đúng không? Cái này là cái gì không biết luôn. Cái sẵn. Cái nào? Cái là con nó cây quế là cây nào? Đó, cái đó đó. Quế. Cái này thơm lắm, cái có đèn cây. Thơm lắm. Thơm. Cái này giống như ở đó ông ngoại trồng á. Thơm. Cái cây này để ăn với phở rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con cho con cây nha. Từ từ phát, từ từ. Mày từ từ mày dìu giật lên á. Khỏi về khỏi trồng luôn để cô lấy. Tay con mạnh.
dọn nhà nha. Ở đây lâu rồi giờ dọn nhà nha. Thêm cây nữa nha con. Thôi đừa phát lấy cây thôi. Ừ. Không ngủ đi. Mày tha. Lấy cây thôi, biết về của chồng nó sống không? Để cho cô chú chồng cho nó ở bên đây cho nó hạnh phúc. Mày đem về nhà mình hả? Nó khoái nắng lên. À khoái nắng. Khoái nắng đi nước nước phải tưới nước cho nó nhìn nhìn chút. Cả nhà coi nè, cả nhà cô chú cho quá trời đồ ăn luôn. Hôm nay thật sự là rất là vui luôn cả nhà, đi đến đây bây giờ là mới đầu tính là đi qua bên đây là tầm 3 giờ 4 giờ về, giờ gần 6 giờ chiều luôn cả nhà ơi. Thì gặp cô chú quá là tốt bụng luôn cả nhà. Cho bây giờ gia đình của mình đang trên đường đi về nè cả nhà. Hôm nay là một ngày đi chơi quá là vui luôn cả nhà, đi từ lúc 7 giờ sáng bây giờ là gần 8 giờ tối rồi cả nhà, mệt dữ rồi. Gặp được người Việt Nam mình ở đây, gặp được cô chú rồi, mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây nha cả nhà, tại vì bây giờ là trên đường đi về rồi. Rất cảm ơn cả nhà đã xem hết video clip này của gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video clip tiếp theo nha. Tạm biệt, bye bye.